Thưa quý vị, thưa bà con, nắng nóng trong những ngày qua đã làm cho nhiều vườn cây cam bưởi có hiện tượng bị vàng lá, cây cằn cỗi, kém phát triển và thậm chí là có cả cây chết nữa. Trước những biểu hiện đó, nhiều nhà vườn cho rằng cây cam bưởi bị nắng nóng gây hại hoặc do cây bị nhiễm bệnh vàng lá gân xanh, bệnh greening. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vườn cam lại không bị bệnh này. Vậy hiện tượng nào đã làm cho những cây cam có biểu hiện giống như bệnh vàng lá gân xanh? Chuyên gia Đinh Văn Đức sẽ giúp cho bà con hiểu rõ hơn về vấn đề này thông qua phóng sự ngay sau đây. Những cây cam bị vàng lá và cây còi cọc chậm phát triển. Mặc dù anh Tuấn đã dùng nhiều loại thuốc để điều trị cũng như tăng cường chăm bón nhưng không hiệu quả. Tôi cũng chột dạ nghĩ rằng là nó bị bệnh vàng lá gân xanh greening. Nếu mà bị vàng lá gân xanh greening thì chắc là phải xử lý cái lượng cây nó cũng rất lớn trong vườn. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành bảo vệ thực vật, chuyên gia Đinh Văn Đức cho rằng cây cam của gia đình anh Tuấn có biểu hiện thiếu dinh dưỡng. Bởi vì nếu mà bệnh vân vàng lá cam quýt greening thì bao giờ nó bị xuất hiện trên từng cành là một. Thứ hai nữa là khi các chồi nó ra, các mầm mới nó ra thì bao giờ nó cũng rất rất là nhỏ, lá nhỏ, dựng đứng lên kiểu tai thỏ vàng nhưng mà toàn bộ gân của nó còn xanh. Đây lá vẫn là to bình thường, vẫn là nó không hề nhỏ đi. Và hai nữa là lá nó rất là mềm. Đấy thường tức là cái đối bệnh vân vàng lá cam quýt greening, người ta gầm lá, người ta gập vào như thế này một cái là nó gãy. Đây là biểu hiện của cái hiện tượng tức là mất cân đối về mặt dinh dưỡng, mà biểu hiện cụ thể ở cái cây này, đây là hiện tượng thiếu kẽm. Kẽm là thành phần then chốt trong cung cấp dinh dưỡng cho đất và cây trồng. Kẽm là nguyên tố vi lượng. Cây có nhu cầu không cao nhưng rất cần thiết cho quá trình phát triển tế bào thực vật, thành phần cốt lõi trong hoạt động sống của cây trồng. Kẽm duy trì tính toàn vẹn chức năng của các màng sinh học và hỗ trợ quá trình tổng hợp protein. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong các quá trình quang hợp và hình thành đường, tổng hợp protein, sinh sản và tạo hạt giống, điều chỉnh tăng trưởng, bảo vệ chống dịch bệnh. Ngay trong giai đoạn đầu tiên, thiếu kẽm sẽ làm giảm năng suất, giảm sinh lực cây và lá cây bị biến dạng, cho trái nhỏ, chất lượng kém. Nếu mà thiếu thì làm cho là các men, đặc biệt là các men ở trong các tế bào của cây là phát huy không được. Chắc chắn những cái lá này nếu khi mà gặp điều kiện thời tiết bất lợi thì nhất là nắng nắng gắt, nắng lớn thì nó có thể dẫn đến hiện tượng cháy lá, nó cháy từ mép lá cháy vào, hoặc là nó dẫn đến làm cho lá bị rụng sớm, làm đến khả năng quang hợp của cây nó thấp đi, và chính dẫn vì thế cho nên là làm cho cây nó còi cọc hơn hẳn đi. Theo chuyên gia Đinh Văn Đức, hiện tượng thiếu kẽm không xuất hiện đều trên các vườn cây, nó phụ thuộc vào điều kiện đất đai, thổ nhưỡng cũng như chế độ phân bón. Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, như vậy là để cho bà con của chúng ta có thể khắc phục được hiện tượng thiếu kẽm trên các cây cam bưởi thì bà con sẽ phải thực hiện công việc gì ạ? Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Đây là cũng là một nguyên tố cần thiết, nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây. Thế thì khi mà đã bị thiếu kẽm thì chúng ta phải bổ sung những cái phân mà có kẽm nhiều, hoặc là chúng ta bón NPK cộng TE. Đấy thì chúng ta xem cái thành phần của cái phân nào mà nó nhiều kẽm. TE chính là các nguyên tố trung vi lượng như kẽm, như magie cần thiết cho cây thì chúng ta bổ sung. Thế và chúng ta tăng cường phân hữu cơ hoai mục, hữu cơ vi sinh, vì trong các cái phân này cũng có thành phần kẽm, magie. Đấy, nếu mà thiếu kẽm, thiếu magie là thường thường nó hay gây cái hiện tượng mà bị vàng lá như thế này. Thế thì chúng ta chỉ còn có bằng cách là bổ sung cho đất thôi. Đấy, thì cây nó lại mới hút lên được, thì nó mới đủ dinh dưỡng được. Chứ còn nếu không thì chắc chắn là nó sẽ thiếu. Để chúng ta bổ sung những cái phân mà có kẽm, đấy, rồi phân NPK cộng TE, rồi phân hữu cơ hoai mục, hữu cơ vi sinh, mà chúng ta đọc trên bao bì của những cái phân hữu cơ vi sinh đấy là nó có thành phần kẽm cao, thì chúng ta sẽ mua về để chúng ta bón bổ sung vào cho cây. Dạ vâng, xin cảm ơn tư vấn vừa rồi của chuyên gia Nguyễn Thị Nhung.